Năm nay đã là 2022, nhưng vấn đề về chủng tộc ở Mỹ vẫn luôn là một chủ đề nhức nhối. Đã có rất nhiều đấu tranh, mất mát để mang lại một chút công bằng trên cán cân công lý. Crash là một bộ phim được sản xuất vào năm 2004, được rất nhiều giải thưởng và Oscar, đã đào sâu vào sự phức tạp và nhạy cảm của vấn đề này, phơi bày nó trước đại chúng. Bộ phim kể về số phận của nhiều nhóm người thuộc nhiều màu da và sắc tộc khác nhau tại Mỹ. Vậy nên, nó sẽ có nhiều mảnh ghép nhân vật tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng bằng sự tài tình của mình, đạo diễn đã lắp ghép chúng để trả lời một câu hỏi lớn. Bộ phim bắt đầu với thanh tra da mờ Graham Waters và người tình của ông Ria vướng vào một vụ tai nạn ô tô. Chiếc xe va chạm với họ thuộc về một người đàn bà người Hàn Quốc tên Kim Lee. Tuy không xảy ra tổn thất lớn, nhưng hai bên liên tục đứng đó chửi xối xả với những câu nói tấn công thẳng vào màu da của nhau. Trước đó một ngày, một gia đình 34 đang mua khẩu súng để đề phòng bất trắc tại cửa hàng của họ. Bin Laden, ông định mua súng làm gì vậy? Lau nhà thằng béo ạ. Và rồi hai người chửi nhau và có xu hướng lao vào đấm nhau. Rất may, cô con gái người 34 và bảo vệ đã vào kịp lúc để trì hoãn vụ combat. Cô con gái sau khi người bố bị cưỡng chế đi khỏi, lấy súng và hộp đạn màu đỏ rồi cũng rời đi. Tối hôm đó, hai tên ma cô da màu là Anthony và Peter tranh cãi về việc một cô phục vụ không rót cà phê cho chúng mà rót liên lịa cho người da trắng. Cáu quá, hai thanh niên cướp cái xe ô tô của bọn da trắng cho đỡ buồn. Thật đen đủi khi đó chính là xe của công tố quận Rick Cabot và vợ ông Jean. Anthony lái xe với tốc độ bàn thờ, tên Peter sợ hãi và trong người luôn lăm lăm tượng thánh Christopher. Gần đó, thanh tra Graham và Ria đang điều tra một vụ nổ súng. Nạn nhân là một người da màu hơi say tên Lewis, lái chiếc xe Mercedes. Người chặn xe anh ta cũng là cảnh sát tên Colin. Theo lời khai của Colin thì anh ta rút súng để tự vệ và giết chết Lewis. Graham và Ria nhận ra chiếc Mercedes thậm chí còn không phải của Lewis. Sau vụ nhảy xe, rồi bị dí súng vào mặt, Jean trở nên bất an và nhìn đâu cũng thấy kẻ phản diện. Cô bị ám ảnh đến nỗi, đả kích cả gã Daniel sửa khóa, nhìn giống một thằng phá khóa hơn. Rick thì chỉ lo rằng nếu làm rùng beng vụ này lên, sẽ ảnh hưởng đến lá phiếu bầu cử của mình vào năm nay, đặc biệt là phiếu của những người da đen. Trung sĩ Ryan là một viên cảnh sát mẫn cán, nhưng ông ta có một ông bố không thể tự đi tiểu vì bị viêm đường tiết niệu. Ryan đổ mọi sự bực tức lên cô bác sĩ người da đen vì cho rằng cô không làm tốt công việc của mình. Trong một ca trực buổi tối, Ryan cùng cộng sự Hansen đi tuần thì bất ngờ thấy một chiếc SUV được điều khiển bởi một đạo diễn phim, đó là Cameron Thayer. Đây rồi, trả thù người da đen. Đó là suy nghĩ đã lóe lên trong đầu Ryan. Anh dọi đèn vào xe thì phát hiện vợ Cameron, Christine, đã có dấu hiệu Mutsaku cho chồng. Liền yêu cầu chiếc xe tấp vào lề, tránh gây tai nạn giao thông. Khi chiếc xe dừng lại, Ryan yêu cầu hai người ra khỏi xe và tiến hành lục soát. Ryan mò mẫm khắp cơ thể hở hang của Christine, nhưng Cameron vẫn im thin thít vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh đạo diễn nổi tiếng của anh. Khi mọi việc kết thúc, đôi vợ chồng về cãi nhau về việc cô vợ mút chùn chụt cho chồng, nhưng có biến thì chồng lại im thin thít không bảo vệ vợ. Ngài sĩ quan đáng kính, lần sau ngài muốn finger phúc vợ tôi thì cứ gọi một tiếng, người da đen sẵn sàng phục vụ. Cái giọng mỉa mai của em nghe rất cú nhá. Cú gì? Cú con cưng. Viên cảnh sát Hansen, người ngồi cùng Ryan hôm đó, bất mãn với những gì người đồng nghiệp mình làm. Ben về trụ sở, tố giác hành vi của Ryan cho ông cấp trên cũng là da màu, đồng thời yêu cầu được chuyển công tác sang một partner khác. Đồng chí sửa khóa Daniel, sau một đêm làm việc bị lăng mạ, về với đứa con gái đang mất ngủ. Anh kể cho cô bé về câu chuyện bà tiên và chiếc áo choàng tàng hình không thể bị xuyên thủng. Tuy hơi lệch lạc, nhưng nghe cái này tôi không ngừng nghĩ về Durek. Anh trao cho cô bé chiếc áo để cô nhóc yên tâm chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm đó, hai tên Marco trên con SUV ăn cướp, cãi nhau về việc nhạc hip hop là nhạc kháng chiến của bọn da đen. Hai thanh niên cãi hăng quá, đường thì đếch nhìn, thế là cho một ông già người Hàn Quốc chui vào gầm xe cho thoáng. Sau một hồi ráp đít về trách nhiệm rồi phương án, hai thanh niên mồm to quyết định kéo ông lão ra và vứt trước cửa một bệnh viện. Cứu người xong xuôi, chúng lái chiếc xe đến tiệm thu mua xe cũ. Tuy là mối quen, nhưng xe dính máu thì mua bán cái bao quy đầu à? Biến! Gia đình người 34 sau khi mua được súng, ông bố tỏ ra rất hào hứng, bắt đứa con gái lắp hết đạn vào cho mình, để một ngày nào đó đừng nã vào người một tên khách khốn kiếp. Bà mẹ thì thông báo về việc cửa hỏng khóa rồi, sửa đi, súng ấm quần què. Và bạn có tin được không? Người thợ sửa khóa đó lại chính là Daniel. Anh báo với người bố 34 về việc ổ khóa không hỏng, cửa mới hỏng. Ông bố này tiếng Anh IELTS tầm 3 chấm nên chả hiểu mô tê gì. Cứ sửa khóa cho tao đi thằng khốn ít tóc. Mày có thằng anh em nào bán cửa và định tống tiền bố mày à? Hai bên sau khi xúc phạm phụ huynh của nhau, Daniel quyết định không thèm thu tiền của ông già yếu giao tiếp và bỏ về. Thanh tra Graham sau vụ điều tra căng thẳng về vụ án bắn nhau, về quan hệ tình dục liên tục với cô bạn gái Ria. Khi cả hai đang hòa làm một, mẹ của thanh tra gọi tới, yêu cầu người anh sống có trách nhiệm tí và đi tìm thằng em trai mất tích đã lâu. Graham vừa nghe điện thoại, vừa quan hệ tình dục khiến cho Ria không thoải mái. Thật ra cô thấy anh hơi mất dạy, nói chuyện với mẹ bố láo nên tắt nứng. Thôi thì đi tắm vậy, biết sao giờ. Đêm hôm đó,
chúng ta được chứng kiến sự bất lực của trung sĩ Ryan khi thấy bố mình không thể tự đi tè trong nhà vệ sinh. Sáng hôm sau, ông bố Ba Tư đến cửa hàng và nhận ra nó bị đập tan hoang, bàn ghế sộc hết cả sạch. Ấn đường của ông già nhăn như quả táo tàu, tay cầm điện thoại gọi cho bên bảo hiểm mắng mỏ. Bên bảo hiểm hồi âm rằng anh sửa khóa đã sửa khóa cho ông còn gì ông già. Anh ta còn khuyên ông thay cánh cửa mới nhưng ông không thay, kết luận rằng lỗi cầu thả nên sẽ không đền bù cho ông già. Cửa hàng này là toàn bộ tài sản của gia đình Ba Tư, ông không thể dễ dàng bỏ qua. Ben lục thùng rác, lấy thông tin của Daniel, nung nấu ý định trả thù. Ông đến địa chỉ được ghi trong tờ hóa đơn sửa khóa, tay lầm cây súng khi nhìn thấy Daniel bước ra từ ô tô. Ông bố một con hoảng hồn khi bị dí súng vào đầu, quay vào trong và bảo con gái cấm bước ra đây. Cô con gái ngây thơ sau đêm cổ tích, nghĩ rằng mình có chiếc áo của bà tiên sẽ bảo vệ được bố, chạy ra và đoảng, một tiếng nổ lớn vang lên. Thật may mắn khi đó chỉ là đạn nổ, không ai bị thương, nhưng lương tâm của ông bố Ba Tư thì bị dằn vặt mãi về sau. Ông về nhà và than khóc với con gái của mình, cách mà cô bé kia đã cứu rỗi một chút nhân tính trong ông. Ở cơ quan, công tố quận Rick cũng đã biết về vụ án đấu súng của Colin và ông muốn gặp thanh tra Graham càng sớm càng tốt. Vậy thanh tra gia mộc kia đang ở đâu? Anh đang trò chuyện với người mẹ của mình. Có vẻ như đó là một người phụ nữ đam mê với chất kích thích. Bà khóc nấc lên và mong rằng đứa con trai của mình cố gắng tìm một đứa con trai khác của mình. Quay trở lại xe, Graham được Ria thông báo về manh mối với của vụ án đọ súng. Có tiền được giấu trong lốp xe của chiếc Mercedes. Ở một trường quay, vị đạo diễn tài ba có vợ bị quấy rối đang tiến hành những xét quay. Anh bị đồng nghiệp chỉ trích khi chọn một tên da không đen lắm để đóng một vai da đen. Đang bận thì vơ, quay sang thấy cô vợ Christine vẫy tay kiểu nói chuyện đấy. Mồm thì nói xin lỗi, hôm đó say quá chửi hơi to. Nhưng chung quy vẫn là chỉ trích anh đạo diễn im re không dám làm gì. Chắc là tuổi xỉu, thích nhai lại. Cameron quá chán, bước đi trong niềm đau bủa vây. Trung sĩ Ryan sau một đêm thấp thỏm về việc tiểu tiện và đại tiện của người cha, quyết định đến gặp bác sĩ và yêu cầu bà khám kỹ lại cho thân phụ. Anh liên tục kể về bố mình là người tốt thế nào, sống đẹp ra làm sao. Nhưng bà bác sĩ vì ghét thái độ của Ryan nên mời các hạ phắn, thế là Ryan phắn đi làm. Trước khi đi tuần anh gặp Hansen và được cậu thông báo về việc được chuyển công tác. Ryan kiểu nhắn gửi vài câu sâu sắc tới thằng cu non nớt rồi lên xe cùng người đồng nghiệp mới đi tuần. Tại đây, anh bắt gặp một vụ tai nạn lật xe và nạn nhân chính là Christine, người mà anh đã luồn khắp body để lục soát. Cô gái sau khi thấy tên biến thái liên tục đẩy ra, thà chết còn hơn. Ryan cố gắng dùng lời lẽ để khuyên nhủ và quan trọng hơn là lửa sắp cháy đến đít rồi. Sau một hồi vật lộn, đấu tranh ngôn từ, Ryan cũng cứu được Christine ra khỏi chiếc xe bị úp, đồng thời cũng tự giải tỏa được tâm lý tội lỗi trong mình sau hành động đêm hôm đó. Graham sau khi biết được manh mối về vụ án, có cuộc gặp mặt với thân tín của công tố quận, đó là Flanagan. Graham nói về việc manh mối đang dần chứng minh rằng Colin tự vệ chính đáng. Nhưng Flanagan nói rằng series của anh cần những phiếu bầu của người da đen. Hắn muốn Graham mù câm điếc, coi như cảnh sát da màu Lewis đã bị sát hại. Graham tất nhiên là rất gay gắt, phản đối đến cùng. Flanagan bắt đầu nói về hồ sơ phạm tội của em trai Graham. Đó có thể chỉ là một sự nhầm lẫn, giống như Lewis vậy. Không ai biết sự thật, và mọi người cũng không cần biết sự thật. Graham bắt đầu xuôi dần và nói rằng Colin với tiền án nhiều lần bắn người da đen là một tên cảnh sát phân biệt chủng tộc. Rick bước vào cuộc họp báo và nói những gì Graham kể, với mong ước nhận thêm những lá phiếu từ cộng đồng người da màu. Còn vợ của Rick, cô Jean thì sao? Người đàn bà này tuy có cuộc sống giàu sang nhưng cáu gắt với tất cả mọi người. Cô kiếm chuyện với bà giúp việc từ những vấn đề rất nhỏ. Cô gọi cho một người bạn của mình và than phiền về tất cả mọi thứ xảy ra. Cô hiểu rằng vấn đề của mình không xuất phát từ vụ cướp xe, mà là sự cô đơn dày vò đã khiến cho tâm trí bé nhỏ của cô luôn bị dằn vặt. Khi cúp điện thoại xuống, cô bị ngã cầu thang với một chấn thương khá nặng. Và cô giúp việc là người đã đưa Jean đi cấp cứu thay vì người bạn thân 10 năm mới nói chuyện điện thoại còn đang bận đi massage. Đạo diễn Cameron sau tình huống cãi nhau với vợ bỏ lên xe, đang chán đời thì gặp đúng hai tên Marco chuyên cướp xe. Cameron đã không còn hèn, lao ra đánh cho thằng Anthony đang cầm súng lăn lê bỏ toài. Cuộc tranh chấp diễn ra lâu hơn dự kiến, thu hút cảnh sát tới. Peter thấy biến chạy mất tăm, bỏ lại Anthony ở trên xe với đạo diễn Cameron. Anh vừa lái xe vừa ráp đít với tên Anthony tay đang cầm súng. Phía đằng sau là xe cảnh sát. Thật bất ngờ khi người trên xe chính là cảnh sát Hansen. Lái xe đến ngõ cụt, các viên cảnh sát dí súng và yêu cầu xuống xe. Cameron vì bảo vệ tên cướp Anthony quyết định xuống xe. Người đàn ông da màu đi xuống, chửi rủa mọi dồn nén tích tụ sau cái đêm hôm ấy. Khi thấy các đồng đội của mình lên cò, Hansen liền lao ra để bảo vệ vị đạo diễn mất niềm tin vào cuộc sống. Anh đóng vai bác sĩ tâm lý nhưng không khuyên bệnh nhân ăn cá hồi và tập gym, mà nói về nỗi đau của thân nhân nếu Cameron chết ngày hôm nay. Cảm thấy anh cảnh sát quá có lý, đạo diễn lùi lại, trở về trong xe rồi lái xe đi mất. Anh chở tên Marco Anthony đến một con phố rồi thả hắn xuống, cùng một nỗi nhục khi cùng màu da với tên trộm cướp. Anthony sau vụ việc này như được cứu vớt một chút lương thiện trong tấm thân đen ngòm, và hắn quyết định cướp thêm một chiếc xe tải màu trắng cắm sẵn chìa khóa. Tên Peter sau khi bỏ rơi đồng đội, lang thang không trốn dung thân. Hắn đi bộ trên đường và mong được hóa giang bởi một người lương thiện nào đó. Thật tình cờ,
khi người đó lại chính là Hansen. Tuy cho đi nhờ, nhưng anh chàng cảnh sát luôn nhìn ngó Peter với ánh mắt rất khả nghi. Sau vài hội thoại mang tính dò xét, Hansen dừng xe và yêu cầu Peter đưa tay ra khỏi túi áo. Hắn cười lên một tiếng kiểu bệnh nhân tâm thần, khiến Hansen giật mình, nổ súng thẳng vào nội tạng tên da màu đáng thương. Hansen ân hận khi thấy trên tay Peter chỉ là bức tượng thánh Christopher. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Hansen lái chiếc xe nhuốm màu tội ác đến một nơi hoang vắng và đốt nó đi. Ở một nơi khác, vị đạo diễn Cameron cũng đang làm điều tương tự. Anh gọi điện cho vợ và nhận sai trong muộn màng. Thanh tra Graham xuất hiện tại hiện trường nơi em trai mình bị bắn chết. Peter được mang đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Tại bệnh viện, mẹ của Graham giày vò anh vì đã không chịu đi tìm em trai mình sớm hơn. Em trai của anh đã qua thăm tôi lúc tôi đang ngủ. Nó mang một chút đồ ăn nữa đấy. Vị thanh tra đáng kính ạ. Graham đau lòng vì sự bàn quang của mình, nhưng cơ sự cũng đã rồi, chẳng thể làm gì hơn. Các bạn còn nhớ bà Hàn Quốc lúc đầu phim không? Bà ta chính là vợ của ông Hàn Quốc bị hai tên Marco cho chui vào gầm. Chính vì vội lái xe đến thăm chồng ở bệnh viện, bà đã va chạm xe với thanh tra Graham. Cuối cùng là tên Anthony. Sau khi cướp được cái xe tải trắng, hắn đến tiệm bán xe cũ. Nào ngờ phía sau xe là một đống người Lào hay Campuchia gì đó. Họ bị lừa bán sang đây. Tên Anthony quyết định lái chiếc xe đến Chinatown và giải thoát những nô lệ không rõ quê quán. Những người vô gia cư lang thang khắp phố, cảm giác trở lại làm người sau bao lâu bị nhốt như thú vật. Bộ phim kết thúc với lần đầu tiên tên Marco Anthony nở nụ cười. Sau đó là một vụ va chạm xe của bà bác sĩ da màu với một ai đó, ẩn dụ thông điệp rằng đấu tranh sẽ còn mãi và dai dẳng. Điều quan trọng là chúng ta không bao giờ được đánh mất niềm tin và sự tử tế. Tôi là Châu Huệ Linh. Còn bây giờ thì... See ya!